Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ đắp ổ cát chậu 1 mét quay cho cả nhà xem. Cả nhà ơi, cả nhà xem cho mình xin like, đăng ký kênh để ủng hộ kênh chậu kiển Quỳnh Tùng của mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã ủng hộ kênh chậu kiển Quỳnh Tùng của mình nha cả nhà. Chúc cả nhà xem video vui vẻ.
Vậy tới đây mình xin kết thúc clip ở đây. Cả nhà xem cho mình xin like, đăng ký kênh để ủng hộ kênh Chục Kiển Quỳnh Tùng của mình nha cả nhà. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Chào cả nhà. Bye bye.